Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục bình luận thứ hai của Tabix trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục chương trình với một cuộc gặp gỡ đối mặt của Fly to Moon cùng với Liquid trong giải đấu AP Center XL. Vâng, chúng ta sẽ cùng đi đến các gương mặt của hai team ngay sau đây. Và Fly to Moon ở bên team 1 có sự có mặt của tất cả trong tay của Lawfear. Longrata là người cầm Doom trong trận đấu này. Vâng, Onway Online Fly, vâng, luôn luôn bay cao và bay xa là người cầm Quick Doctor. Và ở mid đó chính là Asport cầm Temple Assassin. Và một con DP trong tay của Silent sẽ là người đi, vâng, không phải offlane. Trận đấu này thì có lẽ Doom mới là người offlane. Và Longrata sẽ là người offlane bên trên. Và sau đó thì hai support xong tình huống mà có lẽ tranh cướp răng thì các anh sẽ xuống dưới để bảo kê cho DP trong trận đấu này. Vâng, đi mid đó chính là Asport, vâng, cầm TA rồi. Đội hình của Liquid ở bên team 2 và như vậy đã có sự có mặt của GH là người cầm Sky, Mike còn chọn cầm Ace và Matuman cầm cho mình Vsack. Bên trên là Kuroki cầm VS và Miracle là người cầm Slack cùng TA. Vâng, một con Slack đối mặt cùng với một con TA. Trận đấu này có Doom để counter Slack là khá mạnh và một cái ulti có lẽ Slack hết múa. Trong khi đó bên dưới thì Silent đang tình huống định đi ăn dần. Vâng, anh định đi ăn dần, đây người ta đúng gọi là đồng tiền xương máu. Đi ăn dần bị ngay bắt nên cơ động. Vâng, xích lên đồn, lột phạt 2 ly rơi, không nói nhiều và không trình bày. Một tình huống underfoot đến từ Ace. Và như vậy là Mark Control sẽ là người đi mid. Duolan đến từ Vsack cùng với lại Sky trận đấu này. Và Duolan đến từ VS cùng với Miracle bên trên. Kuroki sẽ là người support để cho Slack farm. Còn bên dưới thì GH cầm Sky sẽ là người đi support để cho Matuman farm. Duolan của hai team, à quên, Duolan của Liquid rồi. Vâng, cửu vĩ Holy được quay trở lại đóng vai trò làm gà cho Liquid trong trận đấu này. Vâng, nhìn trong hình ảnh rất đẹp. Còn đây có phải cửu vĩ Holy không? Đây là hình con sói. Vâng, này thì sói với chúng tôi, một tình huống bóc của sói đến từ Quyết Đông Tập. Vâng, thịt chó luộc rất thơm. Một pha canh kèo, vâng, rất hay. Và như vậy là ăn được cái con gà của Liquid. Một cái phốt đầu tiên của Liquid nhưng bù lại ăn được gà đến web tờ. Vâng, tiền là cân, vâng, nói chung là cân fail thôi. Bên dưới khả năng hazard đến từ Sky cùng Matuman cầm Vsack khá là đau. Và đã có sự can thiệp đến từ web tờ rồi. Phải xuống để can thiệp trong vụ này. Khi mà có vẻ như còi chúng ta đang bị bắt lạc bên dưới là khá mạnh. Hai con chim, vâng, cái này bên dưới là đua chim, vâng, chim đua với nhau. Đua chim, vâng, có vẻ như hai con chim này là hazard khá là mạnh. Một con hazard bằng skill 1 là khá thấm. Còn Matuman cầm Vsack thì con này đang hazard còn đang tay cũng là khá mạnh. 1-0 và 1-0 về người và 1-0 về gà. Vâng, chúng ta cùng theo dõi tiếp. Bên trên chỉ còn lại Duolan đến từ VS cùng với lại Miracle cầm Slack đối mặt cùng với Doom cùng với Tukka thôi. Vâng, kèo bên trên là có lẽ giết nhau là hơi khó. Giao tranh có lẽ sẽ lổ ra ở bên dưới bot này là khá nhiều. Khi mà bên dưới bot là những thanh niên máu me là khá mỏng. DP cùng với Quick Doctor bên dưới. Vâng, Sky cùng Vsack. Vâng, Vsack thì khỏe rồi. Và có lẽ là sẽ các thanh niên khác sẽ là người là đối tượng bị nhắm đến. Và thời điểm này thì có vẻ như GH đang muốn đi ăn răng. Và anh đang đảo hai răng. Một cái răng tiền dành cho Sky thành công. Bên trên tất cả cũng đã ăn được răng. Và dí vào Miracle trong vị trí này. Vâng, vui vẻ. Vâng, bỏ của chạy đến người đến từ Longrata và bây giờ anh lại quay trở lại. Đánh có vẻ không dứt khoát cho lắm. Vâng, quyết định là chém và Miracle là người nhảy về. Và bên dưới đang mảnh bên xem Miracle đánh nhau bên trên thì có vẻ như bên dưới Silent lại chết. DB tiếp tục nằm xuống cái mạng thứ hai trong trận đấu này. Vâng, có vẻ như cuộc song sát của hai con chim này là rất mạnh. Vâng, song chim, vâng, song điêu đâu phải khác. Song điêu. Vâng, cần thiết phải triệu hồi ngay anh hùng xạ điêu trong trận đấu này để có thể counter lại hai ông Sky cũng bị sạc. Vâng, một tiễn bắn xong điêu. Vâng, chúng ta cần phải gọi ngay Quách Tĩnh lên đây. Vâng, Quách Tĩnh đầu, triệu hồi Quách Tĩnh. Ba hồn bảy vía Quách Tĩnh. Bây giờ cần phải có Quách Tĩnh nhập vai đó. Vâng, trận đấu là TA có lẽ sẽ là người được Quách Tĩnh nhập. Asipus cầm Temple Assassin. Chúng ta mong đợi một sự comeback đến từ TA. Vâng, chúng ta đợi chờ xem là anh hùng xạ điêu có thật trong trận đấu này không. Một cái Blighton đến từ Vsack.
Vâng, kèo TA cùng Ace, TA sẽ là người farm dễ hơn rất nhiều. Còn cái này thì có lẽ là không ai có thể cản được Capoeira trên farm rồi. Vâng, Ace Dinan thì gọi là mang tính chất cũng gọi là tượng trưng mà thôi. Vâng, sự hai giáp và như vậy là tăng 2.2. Vâng, hai cái bùa và như vậy là chơi hai giáp bằng bùa cho nó chất lượng. Còn bên trên đang có sự đánh nhau đến từ hai team. Vâng, Tuka cùng với lại Doom và có sự có mặt đến từ Sky bên trên rồi, và tất cả sẽ làm xuống. Vâng, Zip Tuka trong tình huống này, và bây giờ đến từ Doom. Vâng, anh dướn lên và đi cướp dần đến từ GH. Vâng, đánh quá quái đến từ thanh niên Sky này, giết người xong rồi còn đi cướp dần nữa. Vâng, không cho nó ăn dần. Vâng, thật sự là ác như con tê giác. Và tất cả là người đã biết trong thời điểm này. Vâng, Ace vẫn đang có một điểm hú ở trong người, làm tí gọi là giao thông cho đỡ bí nào. Và Quick Doctor cũng đã có mặt để làm điểm trong thời điểm này rồi. Quân đoàn anh em, vâng, một cái quát được cắm ra và làm vào đến tất cả. Vâng, vào khá sâu trong trụ và chặn băng và mùa rơi vào đầu của Temple Acid. Và hú quay trở lại, vâng, xoay kiếm được một phát rồi nhưng vẫn làm đến từ Ace thôi. Bây giờ đã búp máu đến Quick Doctor và stun đến từ VS. Và VS cùng với Sky đã có mặt ngay thời điểm này để hỗ trợ cho cái nam nick của mình. Vâng, đây không phải là hỗ trợ mà anh ta anh cài đặt mạng. Và như vậy là nằm xuống của Temple Acid cùng với lại Quick Doctor. Một đổi hai ăn khoai cũng phải đổi. Ace nằm, sau đó thì TA cùng với Quick Doctor cũng nằm xuống. Vâng, đơn giản về hiệu quả mà va doang ra có vẻ hơi muộn màng một chút khi mà Ace đã ngã xuống, nhưng không sao. Vâng, support đớp được hai mạng. Vâng, thơm lành và ngọt nước. Vâng, chúng ta phải kẹt thời điểm để cho cái thằng co chết đã, giờ ăn never cho nó nhiều. Trong khi đó bên dưới đã hút máu đến từ DP và quay trở lại. Vâng, hút mỗi thằng một tí bằng hai con chim này. Vâng, anh đang càn sáo là rất gắt. Vâng, có vẻ như khả năng thổi càn của DP khiến cho Vsack cùng với Sky khá là khó giết. Và bây giờ Quick Doctor cũng đã có mặt, và bên dưới tất cả cũng có mặt luôn. Và sự support đến từ support của team 1 đang được đảo rất là nhiều. Và lăn vào, một tình huống lăn vào là trúng được cả hai người đến tất cả. Vâng, cố dí rồi. Vâng, bây giờ có đạn và một hit cuối cùng đến từ Lofia, Axidot đến từ Silent và kết thúc cái mạng của Matoma bên trên. 25, vâng, tỷ số vẫn là cách biệt 3 mạng dành cho Liquid thôi. Đã có level 6 đến từ TA. Vâng, bùa trượt vào cái xe. Vâng, Ace một phá bút bùa vào xe và bên dưới nằm xuống là rất nhiều. Và như vậy là VS của Kuroki cũng đã nằm, và sau đó Sky cũng đã nằm lên bảng điểm số. Một tình huống băng trụ đến từ Flytomon vào cái trụ bot. Và bên trên thì Doom bắt đầu dí level 5. Và có lẽ thời điểm level 6 Doom sẽ là người sổ vào trụ để giết Slash. Trận đấu này Doom tăng 2.2 và 2.3 với điểm chém máu của Skva và chém rất thấm. 45, vâng, kéo lại được hai mạng dành cho Flytomon rất nhanh, tỷ số đã được cân bằng. Một ca đã quốc trình lệch dành cho Flytomon cho điểm đầu game. Và lăn vào của tất cả, vâng, chặn được Ace rồi nhưng mà ăn cái hú lên. Vâng, xin lỗi, TA nhảy vào và lượng đam đến từ Iceberg phải gọi là quá đầu. Vâng, Sky có mặt để kết thúc cái mạng của tất cả. Một trận đấu mà support đến từ Liquid phải gọi là canh thời điểm ra ăn mạng là rất khắt. Và bây giờ có lẽ cũng phải trả giá được cái tình huống này. Vâng, Lakeside búp máu đến từ Quick Doctor để bảo kê cho TA sổ trụ cho nó an toàn hơn. Làm xuống và VS cũng là người xuất hiện. Vâng, mở sai sờ tàn có bách đến từ TA rồi. Vâng, Kuroki trong tay của Iceberg thì đúng là như một tờ giấy, nó bắn cho hai hit và mồm là chết. Vâng, nó tát cho hai phát là tạch thôi. Trong khi đó bên dưới đây Ace xuất hiện. Vâng, Matumaman cùng với lại Mai còn tròn. Vâng, sẽ là một pha củ hành. Vâng, Vape Silent trong vụ này. Vâng, DP sẽ làm thôi. Một tình huống banh sát. Vâng, như vậy hình như một cái ulti trượt thì phải. Có anh ulti trượt từ bao giờ ấy, từ ở mid rồi. Vâng, Quick Doctor ra can. Vâng, cái tội can là cái tội chết. Vâng, nó đánh nhau nhìn trông máu chảy như vậy là còn ra can. Vâng, có vẻ như một tình huống là Quick Doctor hơi ngây thơ. Vâng, đánh nhau mà nhìn trông nó đánh gọi là chỉ giao hữu thôi còn can được. Chứ còn đánh mà đã đổ máu rồi thì không nên can. Còn bên trên là một tình huống mà dí vào trụ. Miracle gần chết rồi. Và trong khi đó thì Doom đã chạy ra ngoài. Vâng, Kuroki đang truy sát. Doom có sồn rình và đã cooldown xong cái skill 2 và có lẽ sẽ một tình huống bật và có magic nữa. Bật magic thì bật sồn rình và như vậy là quyết định bật magic mà lùi lửa quay ngược trở lại. Tất cả lại năm ngược trở lại để tránh focus và nhưng sau đó thì anh cũng đã nằm xuống và có sự có mặt của DP cùng với TA và quả này thì có lẽ nằm xuống cả đôi đến từ Liquid. Sấp đôi là có thật trong thời điểm này rồi và như vậy lại là một đổi hai, một con support đổi với hai con support. Một đổi hai thì ăn khoai cũng phải đổi.
19 dành cho Fly to Moon. Vâng, một pha lật về tỷ số mạng của bọn nó cực kỳ nhanh. Và tiếp tục một cái slow đến từ Tempo Acid Amid. Vâng, có lock cóc rồi đầu của Matuaman. Slow tiếp, và trong khi đó Sky có mặt để can rồi. Vâng, vụ này để can thành công. Đấy, cái vụ đánh nhau mà nó chưa đổ máu này thì còn can được. Chứ cái vụ đánh nhau đã đổ máu rồi thì không nên can. Cái lúc mà nó chết người xong nó hăng máu lắm. Vâng, vào can thì nó phang chết luôn. Vâng, sấp đôi đấy, không đùa đâu. Ước vẫn là sấp 3 có thật đấy. Đã có đệ đến từ Vizard. Vâng, một cái beta trong tay của Matuaman. Vâng, quát được cắm ngay trước mặt của Quidoctor. Cái quát là chắc chắn bị phá. Một Quidoctor đã nhìn được Kuroki cắm mắt. Và bây giờ quay trở lại, vâng, đáp rất đau đến từ Kuroki. Vâng, Toka gần chết. Mà có lẽ là đã làm xuống đến từ VS rồi. Và bên trên đến Toka cũng đã làm xuống trong tay của... Còn làm trong tay của Ace. Và bây giờ tiếp tục đến Quidoctor. Vâng, Quidoctor cũng đã làm. Và như vậy thì thời điểm này thì là 1-2. Vâng, cũng là 1-2. Nhưng mà có lẽ là Liquid sẽ là người đổi 1-2 VS nằm, và sau đó là Webster cũng tất cả làm. Và liên tiếp là những pha đổi mạng của hai team. Một trận đấu mà có lẽ là lông lặc mùi máu. 9 phút trôi qua và hai mạng đổ xuống. Một trận đấu có lẽ là thời điểm mà cả hai team đang bật đồ sát. Không có gì để mất, không có gì phải gọi là băn khoăn trong trận đấu này cả. Và chúng ta cứ có mặt nhau là phang thôi. Máu đã chảy thành sông. Và một trận đấu mà đang tỷ số mạng đang là quá nhiều. Có sự có mặt của TA để hỗ trợ cho Quidoctor. Vâng, né ra của ăn cái lock cóc bây giờ. Như vậy là Quidoctor mất lock cóc rồi. Vâng, lùi về đến từ Ace. Vâng, VS cùng với Sky cũng đã lùi về. Và Tuka lăn lên. Vâng, lăn vào Kuroki nhưng mà chặn vào Sky. Tình huống đánh phải gọi là dương đông kích tây. Vâng, bên ngoài thì Metamuga đang đi lạc. Một tình huống lạc trôi bên nhà đối phương. Vâng, đùng chặn đầu. Vâng, đùng không. Và ăn ngay cái challenge, nó đang định giơ tay để đùng vào đầu của Vizard. Nhưng mà có lẽ ăn ngay cái challenge của Sky. Và nhưng mà có lẽ anh vẫn chết rồi. Đáng để cho nó đùm đi, nó mất cái ulti. Vâng, không đùm nhưng vẫn chết. Không đùm nhưng mà vi sạc vẫn nằm. Vâng, đáng lẽ quả đấy không sai lần thì có lẽ là kéo được theo một cái ulti của đùm. Thì cái mạng của vi sạc của nó cũng sẽ đáng giá thôi. 11-12 dành cho Fly to Moon. Vâng, Liquid cùng Fly to Moon đang thi đấu phải gọi là quá cân cao trận đấu này. Cho ngay quả đùm vào mồm và bây giờ dí thẳng vào trụ. Vâng, mất lửa rồi. 6 giây nữa có lửa và skill 2 sẽ được bật lên và dí. Dí lửa và chém Scuba rồi. Và anh đã bỏ qua. Một tình huống mà có lẽ là không dám tham. Vì sạc là người Tera ra ngay. Một cái chống đến từ DP. Quick Doctor để có cho mình cái giày. Và vẫn là một đôi tông nào đến từ Quick Doctor. Tất cả cũng vậy. Vâng, chỉ có một đôi tông nào mà thôi. Và ăn cái silent đến từ Sky. Được đam rồi mọi người, và tất cả là quá nhiều. Còn đằng sau thì Select. Còn đang bị hai cái bóng của Doom nó dí. Một quả chống được tạo ra đến từ Phantomun để cho DP ăn cái trụ mid. Và tất cả là người bị gank bên trên, cái khoảng trống của mid đã được lộ ra rồi. Ace xuất hiện trên thời điểm này. Và một ca 9 trên trong người, và anh sẽ đóng được cái Blink ngay sau đây. Kuroki đang tranh thủ thời cơ để cắm quát bên dưới để tạo cái thế để cho chúng ta AP được cái trụ bên dưới. Và DP vẫn đang thả ma thắng trụ trong thời điểm này. Và Sky có mặt. Mày tưởng mày có ma mà đã to à? Và như vậy là combo ulti luôn. Có vẻ như máu của Sky, có gì nó đau, máu của DP đã khá nhiều. Và quay ngược trở lại, và bị ám vào đầu rồi. Mà lượng đam đến từ các thành viên của Lightning Bull là chưa đủ để giết. Và Ace đang dí DP, và cái khả năng hút máu của DP nó khiến cho Ace chặt đầu trượt và như vậy là chết. Và bên trên thì Sky cũng làm rồi. Và một cái mạng của DP đã làm xuống. Trong khi đó thì Kuroki ăn 2 hit đến từ TA là chết luôn. Thật sự là đứng trước mặt của TA thì vâng, không những là VF mà có lẽ là tất cả những con support khác đều mỏng như một tờ giấy. Vâng, mỏng như gọi là Kotex vậy. Vâng, đứng trước mặt TA nó bắn cho 2 hit tụt huyết áp. Cái bật skill 2 và bắn. Vâng, máu của support nhìn trông nó sụp phải gọi là 2/3 máu, nhìn trông thật là thảm. Vâng, cơn ác mộng. Một cơn ác mộng dành có mang tên là TA dành cho support của đối phương. Một cái đầy xô có trong người, và bây giờ lượng đam đến từ TA gây ra phải gọi là quá kinh khủng. Trận đấu là Slack, vâng, lỡ ngứa là vỡ mồm đấy. Vâng, trận đấu này có lẽ TA sẽ đóng ngay cái Orchid thời điểm tiếp theo. Vâng, có lẽ sẽ đóng Blink, sau đó sẽ là Orchid. Quick Doctor có một tình huống mà có lẽ đi cóng quát. Vâng, chặn lại của tất cả nhưng mà đang bị dí đến từ Ace. Vâng, bật được cái hồi máu và chưa chết và lăn ngược trở lại. Vâng, một đấm với tất cả, và như vậy Ace chết luôn trong cái hit đến từ TA. Vâng, bắn quá đau
một con mà còn đang mang tính chất limit và lửa cây máu từ Asia mà một hit đến từ TA là cũng bày màu. Vâng, Sky thì không tính tiền rồi, còn cái loại máu như thế này thì đúng là ăn 3 hit là chết. Double kill dành cho Temple Assassin. Và bây giờ là Asia xuất hiện ngược trở lại và Asia buyback. Vâng, VS quay đầu chạy, vâng, chạy với anh à. Vâng, lăn vào tất cả, vâng, swap lại của VS nhưng vẫn chết thôi. Vâng, swap lại như vậy là kéo lại được cái mạng của Temple Assassin. Vâng, thành công trong vụ này. Bây giờ đến được tất cả, vâng, anh đang dùng tất cả gọi là sức mạnh để có thể chạy. Vâng, Slash vừa theo rồi. Vâng, chặn rất hay, vâng, một tình huống chặn tường băng là tuyệt vời. Nhưng có lẽ là chạy đâu bây giờ. Lăn vào, vâng, lăn vào Crab. Vâng, đây chỉ là một pha dẫn chết cuối cùng mà thôi. Nhiều mạng cho Medico rồi, vâng, chuẩn bài là như vậy. 17-18, vâng, 14 phút trôi qua và 35 mạng đổ xuống. Một trận đấu mang tính chất là action. Vâng, quá action và lâu lắm rồi chúng ta vâng, theo dõi một trận đấu mà có nhiều mạng như vậy. Vâng, chúng ta hãy quên cái gọi là meta farm đi. Vâng, trận đấu là chỉ có đánh nhau mà thôi. Và VS lại tiếp tục nằm xuống bên trên. Vâng, Doom thì đang bị Envy đến từ Asia soi. Cái trụ cũng đã bay rồi. Vâng, nổi lửa lên em, vâng, không blink được. Vâng, cái lửa của Doom nó đang counter lại cái blink. Và bây giờ hút máu ngược trở lại đến từ DB. Vâng, một cái slow đến từ TA và có mặt đến từ hai team là rất nhanh. Vâng, con Mark chắc lại được tiếp tục nổ ra. Trận đấu này chỉ đánh nhau là chính. Vâng, farm nó là một cái gì đó rất là vô nghĩa. Farm là vô nghĩa. Vâng, giết người là chủ yếu. 20-17 và 3 cái đắc quốc trên dành cho Fly to Man. Vâng, Fly to Moon. Và bây giờ sẽ là cái Zosan tiếp theo. Và cái Zosan đầu tiên trận đấu này sẽ thuộc về team 1. Sala Blade đã có trong tay của Medico. Vâng, Mark Contron cũng đã có Blink rồi. Matuman, vâng, Visa thì có cho mình cái hand và anh còn không theo lên giày. Vâng, một trận đấu mình là gọi là thần điêu. Thần điêu thì không cần giày. Vâng, bay rất chậm. Một khi vào trong combat thì anh không giết được người là anh sẽ vẹo. Vì khi mà không, anh không giày để chạy. Kuroki và tình huống đứng bị lăn vàng. Vâng, thả ulti đến từ Sky nhưng mà bất lửa cái máu của tất cả mà thôi. Trong khi đó thì VF đã nằm và Sky bên trên thì cũng đã đi về với Diva. Vâng, hai mạng đến từ Liquid ra đi và gọi là quá trong vành. Vâng, hai support đi lạc. Một tình huống lạc trôi đến từ hai support. Vâng, tôi tưởng mấy ông là nước ngoài cơ, hóa ra là cũng là fan của Xuân Tùng đấy. Lạc trôi được cất lên và gọi là niết sạch trong trận đấu này. Và bên trên thì như vậy là lại ăn cái Doom vào mồm. Vâng, chạy đi đâu, con Teleza đến từ ASEAN để cứu rồi. Một tình huống hú được 3 người. Nhưng mà thôi, bọn này thật là hung hãn và Tempo ASEAN là người có mặt bên dưới. Và Medico cắm đi chạy và cắm đầu chạy và không cần biết. Trong khi đó thì Asia đã bán máu vì gọi là tổng thống Medico. Vâng, anh tình huống hiến máu cho Slash có thể sống được trong thời điểm này. Và Medico đang gọi là chạy đông chạy tây và tìm đường để trốn. Vâng, GH đi một tình huống đi dò map với swap ra của Kuroki để cứu. Vâng, rất hay, cần đã bắn xuyên táo chết mẹ bây giờ. Vâng, như vậy thành công rút về rồi. Tí nữa thì một pha swap ra của Kuroki để cứu người nhưng anh lại để bắn xuyên táo phải đi, đúng là bóp đồng đội. Slash đang đứng đợi. Vâng, đợi Kuna xong cái Sarah và lên và anh sẽ quay trở lại. Cái trụ này chắc chắn là bay rồi. Vâng, đội hình của Flatoman bây giờ đang rất khỏe. Chênh nhau là 6k tiền. Vâng, vớ được vào người của Quốc Tờ. Vâng, như vậy là Quốc Tờ chết luôn. Ulti để lùi ra ngoài. Trong khi đó bên dưới thì tất cả cũng đã nằm xuống trong tay của VS. Vâng, Matubama cùng VS bắt đầu quay trở lại. Vâng, thần điêu đã có mặt. Tera về hết đến từ Flatoman rồi. Vâng, phải giữ thành quả. Chúng ta vừa giết được người xong, chúng ta phải biết về để giữ thành quả. Không nên tra cú làm gì cả. Vâng, cứ từ từ mà đánh. Một cái hồi sinh trong tay của TA. Tỷ số đang là 23-19. Cách biệt là 5k network dành cho Fly to Moon. Chống và giày đàm. Và sẽ là cái sao mà đến từ Doom trong trận đấu này. Select trận đấu này mà đánh kiểu lớn ngớ mà Doom có cái blink nhảy vào tóm cổ ngay. Vâng, tóm cổ select ngay bằng cái Doom. Có lẽ trận đấu này là Liquid hết cửa thắng. Vâng, thực sự trận đấu này những cái con Hezo đến từ Liquid nó đánh nó không có combat tổng quá mạnh đâu. Lăn vào người của Visak. Vâng, đợt đang rồi vào cũng chưa có, chỉ là một pha lăn vào của tất cả mà thôi. Và TA có mặt rồi. Vâng, như vậy là một tình huống nhảy vào của Asia fail. Và bị hút máu ở trở lại của DB và làm xuống bên trên thì Visak cũng đã bay mở. Và Kuroku đang lách xài. Và cũng sẽ làm thôi, và như vậy double kill dành cho DB. Lổi ma lên và Temple bật skill 1 lên nhảy vào giữa combat. Vâng, phải thực sự là rất khó đánh. Vâng, trong khi đó thì Sky lại tiếp tục nằm xuống trên tay của TA bên trên. Vâng, Iceberg đã đang lộng hành.
không gì cản nổi được sức mạnh của TA nữa rồi. Và một trận đấu mà có vẻ như Flatomoon đang đánh với gọi phong độ rất cao. 27-19 cách biệt là 8k đan quốc. Và Liquid đang chuẩn bị quỳ xuống. Quỳ xuống. Trong khi đó Medico ra vào 13 và xét lên chuẩn bị cái A cho sắp. 16 lên từ tempo A xin rồi. Và cách biệt là 3 level dành cho Hardcore. Và như vậy là một pha đi lang thang. Và lang thang trong sân. Và một tình huống đi lang thang cẩn thận bể gáo. Và như vậy bị nó phang trên bể gáo thật rồi. Ếch nhái lang thang là bị tìm một phang cho bể gáo ngay lập tức. Và không nói nhiều, khả năng bắt người thì Flatomoon cũng không phải là đơn giản. Và có rất nhiều silent. Và có Doom, có silent đến từ anh chàng DP. Vâng, chắc chắn là một lát nữa thôi sẽ có thêm cái Blue Thor đến từ TA. Vâng, để bắt Slug trận đấu này. Vâng, cái con chip đó, cái item rất cần thiết. Và như vậy là sẽ lại chết bên trên. Lượng dồn đam của Flatomoon thời điểm này nó cũng là quá mạnh. Và Doom thẳng vào người của Vissac rồi. Và như vậy là Flatomoon lại tiếp tục nằm. Kuroki vẫn đứng trong trụ anh cũng vàng và chém đến từ Doom mà nhìn chém kìa, nó thật sự là quá thốn. Bên trên thì GH cũng đã nằm xuống trong tay của TA. Vâng, cố giết được cái mạng của Doom, vẫn lăn ra ngoài của Tukka để cứu Doom. Vâng, Doom vẫn chết rồi và Matuma là người ba bách. Và TA đã blink để chạy và mất đi cái hồi sinh. Vâng, TA về và một cái tăng đến từ con đệ, đến từ phía sạc và giữ lại được Tukka. Bên trên của Doctor cũng đã nằm xuống trong tay của Medico. Vâng, những pha buyback và kéo ngược mạng trở lại đến từ Đế Quý thành công. Vâng, cũng không thể là chủ quan được. Và Liquid nó là một cái team có lẽ đang thống trị ở trong làng Dota bây giờ. Lợi thế dành cho Flatomoon là rất lớn. Nhưng mà các anh cần phải thi đấu tập trung và không thể lạc trôi trong tình huống tiếp theo. Và bị Sơn Tùng nhập là dễ phễu lắm. Và bị Sơn Tùng nhập là ra đi đấy. Cứ khoảng tầm 2-3 lần lạc trôi là về với bảng ngay lập tức. Và thua lúc nào là không biết đâu. Vâng, sau một cái 3 thắng lợi của Liquid và các anh đang tràn lên. Và có lẽ là có một tình huống muốn lấy trụ. Shang-Chi cùng với Quát được cắm ra ngay. Và một lượng sai được kiểm soát đến từ Flatomoon. Không cho ăn cái trụ bên trên top. Và Doom là người có mặt và chém vào đầu của Asia mà thôi. Và máu của Asia vẫn bay chỉ trong khoảng tầm 2 giây. Khi mà tempo Asin nó dồn đam ra. Đó có đang sờ một cái đề xô, một cái blink. Và lượng đam được gọi là quá kinh khủng. Và GH trước khi chết anh để lại công ty. Người ta gọi đến hành động chỉ gọi là cái dãy chết mà thôi. Không có ý nghĩa nhiều. Đùm 2k máu, một cái sao lên một cái trống. Vâng, rất mạnh mẽ đến từ Doom. Vâng, trận đấu này Doom sẽ để dành cái ulti để nhường cho Medico. Vâng, Slash sẽ là đối tượng bị Doom đầu tiên. Trong khi đó DP bị bắt lẻ rồi. VS cùng với Slash đã xử lý xong một DP ở mid. Vâng, tôi thấy tôi ngửi thấy mùi Sơn Tùng đây đấy. Nạc trôi nó hơi nhiều đấy. Chất lẻ đến từ DP trong vụ này. Và tính ra đổi bạn của ASEAN của DP vẫn là cân, chứ có gì để nói nhiều. 15 đến từ Slash. Vâng, Slash bắt đầu đi tìm những con support để giết. Vâng, khả năng ganh nè của Slash thì có lẽ không cần bàn cãi. 34 và 24, 10k đan quốc vẫn là trên đầy trong thời điểm này. Vâng, bên trên là bị tóm lên từ Doom. Vâng, TA có mặt rồi. Vâng, nó bắn chết ASEAN như bắn một con kiến vậy. Bây giờ đến được Slash. Vâng, pop xuống dưới đến từ chàng TA Invi. Và một cái đớp đến từ Sky bên trên và kết thúc cái mạng của TA ngay lập tức. Và bây giờ là ulti của Sky thả vào. Lượng máu của Doom cũng sụt đang là rất nhiều và combat fail rồi. Vâng, tôi nói không sai. Vâng, bắt đầu là Sơn Tùng hiển linh. Vâng, có vẻ như là Flatomoon đang có một tình huống combat lỗi. Và đang cũng được kéo gần xuống khoảng 8k. Blink ra ngoài đến từ TP. Vâng, Blink với tôi à. Squawk lại ngay một cái lốc lên. Vâng, năng lực của tất cả để lẽ con mang này. Và như vậy là Kuroki là người làm xuống một cái chặn được gọi là quá hiểm hóc. Một cái chặn khiến cho đội của Liquid phải đứng bên ngoài. Và một mình VS đứng bên trong trụ. Vâng, lần con mang này có lẽ là vẫn thua. Và Matuman gần chết rồi. Và đang hút máu con đệ của Matuman. Và Medico cũng đang phải lùi ra ngoài. Bờ linh lên. Vâng, một khe thôi. Như vậy là gần chết. Và như vậy một cái hút máu tiếp theo đến từ DB. Vì sạc lại nằm. Vâng, con bác này chỉ là 3-3. Vâng, cần fail. DB sống và Quick Doctor sống, trong khi đó Doom và Slash còn sống, lợi thế dành cho Liquid khi mà hai con co vẫn sống. Blink dày máu, và bây giờ sẽ là cái phản đam đến từ ASEAN. Slash thì đã có Edge Sap, và sẽ là cái mặt bằng tiếp theo đến từ Medico. 38 và 27. Vâng, cũng chưa đến lỗi là lạc trôi quá xa, và chúng ta vẫn đánh được.
bật đớp. Và như vậy là Blink ngay ăn cái slow và chém bà đến từ anh chàng Doom. Vâng, DP nhảy lên để silent. Và Quick Doctor đã cố dướng lên để bật long cóc. Và như vậy là Quick Doctor chết luôn sau 2 hit đến từ Slash. Vâng, DP máu cũng còn rất ít. Và có lẽ DP cũng sẽ nằm. Vâng, nhảy vào có tất cả để can. Vâng, can à. Vâng, lần này can là tạch rồi. Và như vậy là anh sẽ đổ máu theo. Và như vậy là chết cả đôi. Sức đôi là có thật, những tình huống cứu nhau, những tình huống cứu nhau của Flight to Moon khiến cho các thành viên chết khá nhiều. TA đang cố lấy cái trụ bên dưới, và TA xuống rồi và quyết định ăn trụ. Quyết định là lấy cái trụ đã. Và tính sau, Slash có mặt, Blink kịp thời đến từ TA. Và như bây giờ đang tình huống bị ốp. Và rất đông Swap được trở lại của Kuroki và sẽ nằm đến từ anh chàng TA thôi. Và ăn cái silent vào mồm và như vậy là chết luôn. Không bật được cái skill 1 thì phải, đã chết rồi. Vâng, bật được rồi nhưng vẫn chết. Solar Crash đến từ anh chàng Kuroki. Vâng, VS đã có một cái Solar Crash. Còn Slash thì đã có treo cho mình một cái ngọc 2k1. Vâng, đóng thẳng mặt bằng. Trận đấu này máu của Slash sẽ là rất nhiều. Vâng, Quốc Đồng Tờ tiếp tục bị bắt lẻ ở bên trên. Tỷ số là 38-32. Vâng, Lạc có được kéo xuống còn 6k. Vâng, có vẻ như càng về cuối game Flight to Moon đang thi đấu càng có gì đó chủ quan hơn thì phải. Một thời điểm mà có vẻ Flight to Moon đang có chiến thắng là áp đảo. Chúng ta đang mất dần thế trận trong hiểu này. Như vậy là cái Josan, cái hồi sinh sẽ nằm trong tay của Slash. Một tình huống ăn hồi sinh ở thời điểm phút thứ 25 nó sẽ khiến thế trận của trận đấu nó xoay chuyển, gọi là không thể đoán biết trước được. Vâng, đã mất kiểm soát thế trận của Flight to Moon rồi. Và bây giờ Black Eye sẽ phải trả giá với cái hành động gọi là lạc trôi vừa nãy. Một tình huống đứng trên thềm. Vâng, đứng trên một cái khoảng trống nhìn rất rõ. Và Shang-Chi và Watt được cắm ra. Đây là một tình huống đi bắt người. Vâng, con mồi là Buster bốc đi lên, sẽ bốc đi lên của Doom và nhảy vào đến giữa Asher và tóm được 3 người của Doom bay màu chỉ trong lốt nhạc. Vâng, Slash đang bắt ulti lên vào cào. Vâng, TA đâu, một TA đang đứng ở giữa. Và một cái ulti đến từ Asher của Doctor. Và như vậy là tức con xe bên trên là VS đã làm xuống. Và Medico rời của các bạn ngay sau khi ăn được một cái mạng. Vâng, Doom bay back. Vâng, Doom bay back và như vậy là Liquid phải rút. Asher cùng VS đã bay màu rồi. Vâng, còn lại 3 thành viên thì chạy toán lại. Một tình huống đứng bên trên thềm để canh người. Vâng, một tình huống mà có lẽ là tôi nghĩ là sẽ có 3 thắng chuẩn xác luôn. Bắt hai con chim. Vâng, chim cỏ lang thang là chúng ta phang cho bể gáo ngay. Chim của Vi Sạc. Vâng, Vi Sạc là người có 3 con chim. À không, anh là thần điêu đại hiệp chứ không phải là chim. À không phải là thanh niên. Blink đến tất cả nhưng bạn bị giữ vào bởi Slash. Vâng, Slash đã cho tăng cho mình 30 attack speed, 10 agi và cộng 3 giây so với cả lăng chói của cái clip. Vâng, bây giờ bị nhảy vào bị chói thì có lẽ là bị cào chết luôn. Vâng, Doom đang đi chiêu nhau với sói, đang giao thông với sói ở bên trên. Slash phi thẳng, vâng, cho nó cái Doom vào mồm, vâng, chắc bài luôn. Vâng, một cái Doom vào đầu. Vâng, bây giờ quay ngược trở lại, vâng, lại thì hổ và áo cáo trồn gặp TA bên trên rồi. Vâng, lượt đa với TA hoàn toàn có đủ để giết được Slash. Mất đi cái hồi sinh trong thời điểm này. Vâng, lại thì bố láo à. Vâng, Watt được cắm ra và sẽ là nhảy thẳng vào người của DP. Vâng, lốc lên rồi và bây giờ là cào TA. Vâng, ulti và anh cào tất cả mọi thứ mà nhìn thấy. Và như vậy là Quick Doctor là đối tượng máu mỏng và chết luôn. Vâng, bên trong thì tất cả cũng sẽ làm. Và như vậy là bay màu 2 spot rồi. Một chiến thắng dành cho Liquid. Một cái hồi sinh của Vitico để lấy được mạng của 2 spot. Vâng, rất hổ báo cáo trồn khi cầm cái hồi sinh trong người. Và anh phi thẳng vào người của Doom. Vâng, phang nhau với Doom, không cần biết và không cần thiết. Vâng, combat có lẽ đổi một cái hồi sinh, lấy một cái ulti của Doom với hai mạng của support, đó là một cái điều có lẽ là quá hời dành cho Liquid. Và bây giờ chỉ còn lại 3 lượt Flight to Moon. Và thế trận bị đảo ngược rồi. Một thế trận bị ép ngược trở lại đến từ Flight to Moon khi Liquid đã tràn lên. Vâng, Miracle sau khi có đủ đồ, có lẽ là anh rất khỏe, một cái mặt bằng đã có trong người. Và tempo Ashin về cuối game nó sẽ càng ngày càng yếu dần đi khi mà nó bị counter bởi các support của đối phương. Khi mà cái lượng máu của các thành viên của Liquid nó sẽ dồn lên là khá nhiều. Và cái lượng đam của TA không thể focus chết được một người trong một khoảng thời gian cực ngắn. Thì TA sẽ dần dần mất đi cái sức mạnh của mình. Và bây giờ cái kèo này về cuối game và có vẻ như Slash trong tay Medico mới là người đang thống trị map. Matuama đã có cho mình cái gậy sành cùng một cái chì và anh sẽ lên cho mình cái giáp cuối luôn. Có khả năng lên giáp cuối để bù lại lượng giáp đến từ cái trừ giáp của TA.
Vâng, mắc bình trận đấu này. Một cái gold đến từ Sky rồi. Vâng, bắt đầu Solar Crash, những cái item đến từ support bắt đầu để cao tờ TA đã có. Vâng, gold có, Solar Crash có. Vâng, giáp cuối đến từ Visa có. Phản đam đến từ Ace. Vâng, càng về cuối thì có đã một mình TA không thể nào gánh gồng gánh được team. Chúng ta cần phải có những con co khác xuất hiện. Và một cái Solar Crash, một cái lốc đến từ DP. Long Data cầm Doom. Vâng, sau khi đi xong Solar Blade thì anh đang sẽ lên thẳng cho mình cái Shiva thôi. Và trận đấu này có lẽ là cái Doom của Long Data vào đầu của Miracle là rất quan trọng. Anh phải Doom được con Slash trong trận đấu này cho nó hết múa. Vâng, để Doom được một gọi là một con Slash. Và Slash đánh trong public nó đã quá chịu rồi, nhưng đánh trong tay của các Gosu 90k mà MG đánh trong King Quốc như này nó còn có chịu gấp mấy lần. Khả năng thất ẩn xuất hiện. Vâng, thanh niên chuyên ngành gọi là trộm chó nó khác. Khả năng gọi là đi ăn cắp mạng của cực kỳ nhanh. Khả năng phán đoán. Vâng, các ông phải biết là phải có óc phán đoán, đọc trước tình hình, đọc tiếng bước chân mới có thể đánh những con gọi là thần kỳ như thế này. Và smoke đến từ Phantom Moon được dí vào bên trên rừng trên rồi. Vâng, sẽ vào dí vào vị trí của người nào đây? Doom cần tìm được Slash. Vâng, TA đâu? Mà TA đang đứng bên dưới, phải đợi TA có mặt đã. Như vậy là hết smoke. Vâng, bên trong tình huống di chuyển vào, phải đợi TA, đợi TA, như vậy là thời điểm mà Liquid Athena về hết. Có Doom rồi, vâng, Doom đã có ulti. Cái điểm Doom có ulti là có lẽ là Phantom Moon muốn đẩy cao đội hình lên, muốn tìm lại một cái gọi là cảm giác ngày xưa, cảm giác chiến thắng combat. Và các anh đang muốn quay trở lại với cảm xúc của cách đây 30 phút. À quên, cách đây khoảng tầm 15 phút, giờ mới phút 30, cách đây 30 phút thì lúc đấy đang ban pick. Bố bác tiếp theo đến từ Slash, nó sẽ là cái Butterfly. Vâng, đang càng ngày càng đẹp trai đến từ Miracle rồi. Vâng, đồ càng lúc càng chất. Một cái Dominator đến từ Vishak. Vâng, một cái Dominator để lấy con Crab à. Và anh thu một con Crab gì vậy? Ba con đệ với con 60 đam và 700 máu. Vâng, Slash luôn luôn là người đi tiên phong. Một trận đấu mà anh lên Solar Blade, lượng máu đang là 2k3. Vẫn là người đi tiên phong trong combat. Vâng, đi soi map. Vâng, thấy biến là bật cái bách chạy và sau đó invi ngay. Vâng, đang cần một cái lượng sai để cho Ace có thể nhảy vào để combat tốt hơn. Và Medico sẽ là người mở sai trong thời điểm này. Vâng, sẽ chỉ được cắm ra ngay nhưng mà quay tờ không kịp làm gì cả. Vâng, buông chuột trong rốt nhạc. Vâng, chết luôn trong tay của Slash. Vâng, quá khó. Trận đấu này Doom cần là người đứng tăng. Nhưng mà còn nếu như Doom đứng tăng thì Slash vào sau thì không thể nào Doom được Slash. Vâng, trận đấu này Doom đứng Salah Blade. Ý định của Doom sẽ là người đi Doom trộm Slash. Và chính vì vậy mình sẽ thiếu tăng cơ đến từ Flight Moon trong thời điểm này. Và với việc là support đang đi không có sai và bị Slash nó bắt lẻ liên tục. Và Slash nó cứ cạo được thằng nào thằng ấy chết. Cái điểm gọi là TA lên tiếng đã qua rồi, bây giờ mới là thời điểm Slash lên tiếng. TA bắt đầu không có tiếng nói nữa. Trong thời điểm vừa qua thì máy không ganh được ai. Level 22 đến Temple Assassin và đã cộng cho mình trừ 4 armor, cộng 200 void chap dam. Và cái talent của TA thì có lẽ là không có gì thay đổi và sẽ là cộng 4 điểm vào skill 1. 4 lần back đến từ skill 1. Matoma đã có cho mình cái level 20 cùng một cái giáp cuối. Cái trụ bên trên của Flatoman đã bay. Đây là tình huống đổi trụ của hai team. Lượng đam của TA cũng là rất to. Vâng, như vậy là quyết định là đổi trụ không. Vâng, các thanh niên của Liquid đã tê đàm về. Có vẻ như là Liquid bây giờ là không muốn đổi trụ khi mà cái thế trận đã được lắm ở trong tay. Kéo về Deadpool đã là cân bằng và Liquid không có ý định đổi trụ trong thời điểm này. Vâng, chúng ta đang có đà thắng, đang trên đà chiến thắng. Một mình Slash ở lại để ganh người.
Vâng, một sự hỗ trợ đến từ đệ, đến từ anh, từ Matuman. Và bây giờ bị lốc lên sẽ ăn sai lần M1. Vâng, ăn sai lần và Dona đến từ Temple Assassin. Vâng, vẫn bật được ulti và chạy ra ngoài. Và bây giờ Doom đang đuổi theo. Vâng, xích con cóc ở lại. Vâng, nhảy lên bờ linh này rất nhiều. Và như vậy mất game đến từ Minico rồi. Một tình huống mà có lẽ một tình huống nạc trôi. Một mình đi đứng gọi chống Mafia. Vâng, đồng đội Athena về hết. Và bây giờ một pha càn lên đến Flatimon. Vâng, Sky cũng sẽ làm rồi. Bật gốt với anh à. Vâng, cho nó sống một tí đi. Vâng, đây là một tình huống dễ chết. Và sẽ nằm xuống đến từ Sky. Nằm xuống đến từ hai người. Một tình huống chết. Vâng, có lẽ là phải chăng đây sẽ điểm nhấn của trận đấu. Vâng, tiếp tục là chọc quạc về để cứu vợ Matuma. Nhưng mà có cứu được hay không, ăn cách cái đu mà mồm rồi. Vâng, buyback đến Sky, buyback đến Slack, buyback đến VS. Vâng, buyback của ba người để thay đổi cái thế trận này. Và như vậy nằm xuống đến từ DB cùng với Tukai. Buyback là cực kỳ nhiều. Vâng, Big Doctor đang đứng trong cọc. Vâng, lượng cọc đang đến từ cái cọc nó không đủ để giết người nữa rồi. Và nằm xuống đến từ Big Doctor. Vâng, TA đang đứng quẩy. Một mình anh đang quẩy cả team. Vâng, Sky với anh à, hai hit là chết. Vâng, Sky đã nằm. Và bây giờ là dí theo. Vâng, hú lại đến cho Ace. Vâng, bật phản đam lên. Vâng, lượng máu của TA đã sụt xuống và gọi cực kỳ nhanh. Vâng, người ta gọi đây một tình huống gọi là buyback để giành chiến thắng. Vâng, 5 người Flatimon đã nằm xuống hết. Một cái buyback của Quick Doctor. Vâng, phải chăng tình huống buyback thần sầu đến từ Liquid sẽ đem lại chiến thắng trận đấu này. Một 3 cái buyback liền. Vâng, 3 cái buyback Slack, Sky cùng với VS để lấy lại 5 cái mạng đến từ Flatimon. Cũng chưa thể biết đâu được. Và cái hồi sinh, cái Zosa này sẽ dành cho Liquid rồi. 45-43. Vâng, tôi... Ủa, ông Quick Doctor vừa buyback mà. Vâng, vừa buyback ra phát chết luôn. Vâng, một tướng không buyback, người ta gọi là đã Sida có xông pha đi hiến máu. Vâng, mình cứ phải xông pha đi hiến máu đã. Bởi vì Sida thì phải xông pha, có truyền Sida cho chúng nó. Vâng, để chúng nó giết mình đi, chúng nó sẽ Sida giống mình. Vâng, người ta gọi đấy là một pha chiến thuật truyền máu. Chiến thuật hiến máu là có thật. Bây giờ là quay ngược trở lại sau khi ăn được cái hồi sinh và sẽ là một pha phút công thành đến từ Liquid. Vâng, DP đang đứng bên trong, spam các kiểu là điều. Doom có mặt rồi. Vâng, đang đợi 18 giây nữa thì Temple Assassin sẽ có mặt. Phải đợi TA có mặt trong thời điểm này. Vâng, nhưng mà máu trụ đang sập thì gọi là cực kỳ nhanh. Mega Crab Clan đầu tiên. Sau khi ăn được xong một len, vâng, chúng ta lại chuột rút. Anh em mình lại chuột rút đi về farm tiếp. Cứ bình tĩnh. 4k trên gạch network dành cho Liquid. Vâng, chiến thuật đã được thay đổi trong cái thời điểm giữa game. Flatimon tự nhiên mất một cái thế trận mà không hiểu tại sao. Vâng, các anh đang rất bối rối, không biết mình sai ở đâu, không biết mình sai ở chỗ nào. Vâng, có lẽ sai ở cái chỗ mà là fan của Sơn Tùng. Lạc trôi cho lắm vào thì thua thôi. Shadow, Blade và Blink. Vâng, phải lên cái Blink để thó vào cái vị trí của Slack nhanh hơn. Từ nãy giờ tôi chưa nhìn thấy được một lần nào mà Doom có thể Doom được Slack trong thời điểm mở combat cả. Và để Slack quẩy cho combat nó là quá nhiều. Và bây giờ Slack mà đóng thêm cho mình cái Nikan nữa thì có lẽ là sẽ là một tình huống khóc đến từ Flatimon rồi. Vâng, sẽ đóng thẳng cho mình cái Butterfly thôi khi mà cầm cái hồi sinh trong người. Cầm cái hồi sinh trong người thì anh không có gì phải xoắn. Vâng, Doom một mạng cũng được. Vâng, Doom anh vẫn cào hết. Bluthor đã có đến từ TA. Một cái item có thể đứng để solo cùng với lại Slack. Một cái Bluthor. Lượng đà nó lên đến khoảng tầm 3-2. Hex sẽ là item tiếp theo đến từ DP. Vâng, gần 5k tiền đến từ DP. Nhưng mà có lẽ anh cần một tình huống để buyback. Chúng ta cùng xoay buyback nào. Như vậy là team 2 có buyback đến từ Vizard, đến từ Acer và DP cùng với TA cũng đủ là buyback của team 1. Một công cuộc đi vòng. Vâng, support đang bị bỏ lại khá xa đằng sau rồi. Slack cùng Acer đang chạy lên trước. Vâng, Sky, Slack cùng với lại Acer vào rừng đối phương để đi quá. Và như vậy em tìm một ốp trụ. Trong khi đó bên trên thì Flatimon bị một tình huống phá mắt mà các anh đang đứng núp trong rừng. Khá là đắm đò và bắt đầu có sự xoắn quẩy về tinh thần rồi chăng. Đội hình đang bị cách đôi ra. Vâng, bên trên là 3 người, bên dưới là 2 người.
Và với cái việc có hồi sinh trong người Slash, và biến con Slash thành một con rất bá đạo và không hề sợ chết. Swap ra ngoài của Quick Doctor có lẽ sẽ lại nằm xuống. Một cái swap đến từ Kuroki và lại tiếp tục nằm xuống của Quick Doctor. Bây giờ để ốp trụ trên thôi. Tea có làm tí ăn cái trụ không? Và như vậy là phải Tea về rồi. Một tình huống ốp trụ Mega đến từ Liquid ở bên trên top. Hai đen Mega và cái đen Mega lần thứ hai bị cút, không có một tí cái gì gọi là chống cự cả. Vâng, Phantoman không muốn đánh bởi vì combat bây giờ có lẽ tỷ lệ thua lên đến khoảng tầm 80% rồi khi mà Slash có cho mình cái hồi sinh. Vâng, chi có trong người đến từ vi sạc. Vâng, quá khó đánh trong trận đấu này. Vâng, những là hai cái chi, một cái gì phép đến từ Ace. Vâng, cửa thua là rất cao. Vâng, Doom bị tóm bên trên, Doom bị tóm bên trên và không Doom được người Slash thì lần này có lẽ là vẹo. Vâng, một tình huống nằm xuống và bây giờ sẽ là ốp thẳng trụ đến từ Liquid. Một thế trận có lẽ Flatman đánh về đất càng ngày càng lỗi. Vâng, càng đánh càng lỗi, càng đánh càng lạc trôi trong vụ này. Vâng, đúng có buyback không? Vâng, không buyback sẽ là pull tiếp. Và có lẽ Liquid sang một tình huống ốp. Vâng, một cái swap ra ngoài và TA chết luôn. Vâng, buyback đến từ Doom đã quá muộn khi mà coi chúng ta đã hòng xuống. Và bây giờ đang là hỗn loạn và DP bật được cái ulti lên rồi. Vâng, Slash vẫn chưa chết. Một tình huống ulti và nhảy ra ngoài thành công và sẽ là hồi máu. VS thì đã nằm xuống, đổi một mạng của TA lấy một mạng của VS. Và TA không có buyback. TA không có buyback thì đã lên cho mình cái Lune Fire. Không có buyback và bây giờ còn Liquid sẽ dí tiếp. Vâng, một là dí để cho nó buyback. Vâng, hai nếu như nó không có buyback thì chúng ta sẽ phang thẳng nhà thôi. Vụ này khó à nha, vụ này căng rồi đấy. Và là Tuman đã tự đánh mất đi cái thế trận của cái chiến thắng của mình. Vâng, quá đáng lòng. Các bộ Asin không có buyback và như vậy là Liquid đã phát hiện ra một tình huống mà TA không có buyback. Không có buyback thì chúng ta P thôi. Chúng ta sẽ P trong thời điểm này. Vâng, thời điểm này P không có TA thì chả có làm có thể đáp được. Và bây giờ thả combo và Quick Doctor lại làm xuống. Một cái hú đến từ Asia, một cái combo đến từ Sky là đủ tiện support lên được. Và bên trên Doom nhảy vào, một cái Doom vào đầu của Slash. Nhưng bây giờ cái Doom của Doom nó không còn tác dụng nữa rồi. Một pha quá silent vào đầu của Slash, nhưng Slash bây giờ không có ai dồn ra để mà chết được nữa. CGG đến từ Phantomon, điều đó là điều chuẩn xác. Và như vậy chiến thắng dành cho Liquid trận đấu này 46-50. Một trận đấu mà có lẽ là cũng rất đẫm máu và rất action. Vâng, có lẽ chúng ta được thỏa mãn trong một trận đấu xem của hai team. Phantomon đã có một trận đấu khởi sắc từ đầu game. Nhưng mà có lẽ do Sơn Tùng nhập nên là chiến thắng dành cho Liquid. Tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu tại bình luận. Chúng ta gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và mọi người đừng quên để lại một like cũng một đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình. Và bây giờ thì bye bye, see you again.